tóc đen. Tại sao em có thể ăn nhiều như thế mà em vẫn uống được? Đâu có gì. Đó, coi quý vị coi nè. Breakfast. Yeah, breakfast là ăn chơi nguyên một cái bánh ngọt. It's good. Rồi nguyên một cái cà phê. Em có biết là chị còn có 3 ngày nữa là quay Thúy Nga không? Ăn bây giờ tụi sao nó mới mọc gì? Is that true? Yeah, yeah. Ok. Trừ hao rồi. Trừ hao rồi hả? Oh my god, vậy mà ai mà nói mà ai mà nói ca sĩ phải nhịn đói đâu. Rồi sáng nay là phải lái bao nhiêu tiếng mới tới studio này? 2 tiếng. Kẹt xe ha. Ủa sao chị tưởng tụi em có tài xế đưa tới đây mà? Em là tài xế của nó. Hai này mình chung nhau. Bây giờ chị phải hỏi này nè, như là ai cũng hỏi chị anh Ngạn đó là đứng bên cạnh nhau 20 năm tại sao không mê nhau, thì chị hỏi tụi em là tại sao nhảy với nhau, ôm ấp nhau đủ thứ hết mà giờ này chưa mê nhau. Em để dành dũng cho fan. Hả? Em để dành dũng cho fan nữ. Còn tụi em là em còn dũng để dành em cho fan nam, không có mê nhau được gì. Nói chung là gà nhà không có thiên, nhà không có thiên. Với lại mê nhau nó diễn nó không phê phải không? Dạ. Chị thấy những lắm, chị thấy những cặp nào mà lấy nhau rồi diễn nó hết phê. Tin em nhìn xung quanh coi không? Tom Cruise, Nicole Kidman đâu? That's true, that's true. Vậy thôi, khi nào mà giải nghệ rồi thì hai đứa lấy nhau nha. Thân xui. Thank you.